Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 25 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Thành phố Hội An giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 26 tháng 7 và theo tin từ báo Giáo dục và Thời đại thì thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 26 tháng 7 sau khi địa phương này ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong một ngày. Theo đó, sáng ngày 25 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hội An về công tác phòng và chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, thì Ban Chỉ đạo phòng và chống dịch COVID-19 thành phố Hội An cho biết, từ hôm qua ngày 24 tháng 7 đến sáng nay ngày 25 tháng 7, địa phương đã phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 trường hợp, một là gia đình, trú tại số 72B đường Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, phường Tân An, thành phố Hội An. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ ngày 26 tháng 7, trong đó hai phường Tân An và Thanh Hà và thôn Chặn Suối, xã Cẩm Hà áp dụng thực hiện chỉ thị 16. Các khu vực còn lại trên địa bàn thành phố thực hiện theo chỉ thị 15, xã Đảo Tân Hiệp thực hiện theo chỉ thị 19. Và theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, từ 12 giờ ngày 25 tháng 7, lực lượng chức năng sẽ thiết lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố và yêu cầu người dân tạm thời không rời khỏi địa bàn thành phố nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Ngoài ra thì các xã phường cũng sẽ kiểm soát chặt các đường tiểu ngạch tại địa phương để hạn chế tối đa lượng người ra vào. Và theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, trong ngày 24 tháng 7, địa phương này ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó có 13 ca nhập cảnh và 3 bệnh nhân lây nhiễm thứ phát lấy mẫu lần 2 trong khu cách ly tập trung. Tính từ ngày 18 tháng 7 đến nay thì Quảng Nam ghi nhận 37 ca bệnh, cụ thể là 1 ca trong cộng đồng và 14 ca lây nhiễm thứ phát đã cách ly tập trung trước khi phát hiện và 22 ca xâm nhập từ các tỉnh. Liên quan đến bệnh nhân thì PV, quán cà phê Bảo, ngã tư đường Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, thành phố Hội An, ngay trong đêm ngày 24 tháng 7 và rạng sáng ngày 25 tháng 7, ngành y tế địa phương đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm 22 F1 và 408 F2, đồng thời tiếp tục khẩn trương truy vết những người có liên quan. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hội An thông báo những người từng đến quán cà phê Bảo, ngã tư đường Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, khối Hòa Thanh, phường Tân An, trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 tới 24 tháng 7 năm 2021 thì khẩn trương khai báo y tế với trạm y tế địa phương, đồng thời tạm tự cách ly tại nơi ở chờ thông báo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Những người thuộc diện F1 và 2 phải tuân thủ theo sự điều hành của chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Và đó là thông tin ngày 25 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.